Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn chó mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dạy. Mất an toàn giao thông tại nút giao giữa đường Lê Duẩn và đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Buôn Ma Thuột. Mục xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Thời sự trong nước, mạnh tay xử lý xe tự chế, xe thương binh giả. Mỹ, Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh chặt chẽ. Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy nhanh kế hoạch chống biến đổi khí hậu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều qua, ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, công tác phòng chống một số bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một số bệnh đã có vaccine ghi nhận mắc rải rác và bắt đầu có xu hướng tăng như sởi, ho gà, tay chân miệng. Tại Việt Nam, cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúm AH5N1 và trường hợp đầu tiên mắc cúm AH9N2. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay, đã ghi nhận 239 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 166 trường hợp mắc tại 15 huyện, thị xã, thành phố, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh thủy đậu ghi nhận 218 trường hợp mắc, 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024, giám sát chặt chẽ tình hình dịch để chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, tăng cường tiêm bù, tiêm vét, giám sát dự phòng và điều trị. Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm báo cáo nhu cầu vaccine cả năm gửi Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch cấp vaccine. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật xét nghiệm cho y tế địa phương. Hôm qua, ngày 10 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hơ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk. Trong quý 1 năm 2024, huyện Lắk đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đạt được một số kết quả tích cực. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện gieo trồng được 7.165 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 97 tỷ đồng, bằng 24,83% kế hoạch. Tổng doanh thu từ ngành thương mại dịch vụ đạt 423 tỷ đồng, bằng 25,48% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 10 tỷ 775 triệu đồng, bằng 33,37% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế. Việc giải ngân vốn đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hôm nay, 11 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chư Quyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 26 mở rộng. Đồng chí Hơ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phê dự. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Chư Quyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.712 tỷ đồng, bằng 25,37% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 657 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 30,47 tỷ đồng, bằng 23,63% kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.
Trong quý 2 năm 2024, huyện Chư Quyên tập trung thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho người dân. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh trong năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trì hội nghị. Sau khi xem xét đánh giá hồ sơ của 22 sản phẩm thuộc 11 chủ thể ở 6 địa phương, gồm các huyện Chư Mờ Ga, Eka, Chư Quyên, Ea Leo, Cờ Rông Năng và thành phố Buôn Ma Thuột, Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã chọn được 17 sản phẩm để xếp hạng sản phẩm OCOP đợt này. Trong đó có 15 sản phẩm đạt từ 78,66 đến 83,54 điểm, được công nhận sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Những sản phẩm đạt 4 sao, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. Đối với 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao, sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng OCOP cấp trung ương xem xét đánh giá công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao. Sáng nay 11 tháng 4, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024. Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 với chủ đề Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Được biết, năm 2023, toàn tỉnh đã ghi nhận 8 vụ ngộ độc thực phẩm với 86 người mắc, trong đó có 77 người nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong. Đáng nói, có gần 50% số vụ ngộ độc thực phẩm do người dân sử dụng động vật và thực vật có sẵn độc tố tự nhiên để làm thực phẩm như ấu trùng ve sầu, nấm và cà độc dược. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng đầu năm 2024, đã có 4 trường hợp tử vong nghi do mắc bệnh dại. Các trường hợp này đều do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine dại sau khi bị chó cắn. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người trong thời gian tới là rất cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công điện yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại. Giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vaccine phòng chống bệnh dại cho chó, mèo, thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt chó, mèo cắn. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, cơ quan chuyên môn tại địa phương thống kê, tổng hợp, báo cáo đầy đủ chính xác thông tin về các hộ nuôi chó, số chó nuôi, tiêm phòng vaccine bệnh dại tại tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xã và tình hình bệnh dại. Báo cáo kịp thời để cập nhật lên hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam VAHIS. Hướng dẫn, yêu cầu các chủ hộ nuôi chó, mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh, cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vaccine phòng chống bệnh dại, không để chó, mèo thả rông. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn chó, mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, từ khi đường Võ Nguyên Giáp hay còn gọi là đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột được khánh thành đưa vào sử dụng, thì tình hình giao thông tại nút giao với đường Lê Duẩn diễn ra khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại nút giao thông này. Mặc dù mới đưa vào sử dụng, thế nhưng ngay đầu đường Võ Nguyên Giáp tại nút giao với đường Lê Duẩn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn va chạm giao thông. Cách đây không lâu, tại nút giao thông này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Mới trước đây có người là rất là khó đi. Lên hai đường xuống hai đường nó chéo vào nhau này, rất khó đi lắm. Mỗi lần đi ngang này rất là ghê. Cái mà phân luồng giao thông á thì là thấy có vẻ nó rất là bất hợp lý. Đấy, thì là
ở đây là nó có 3 cái ngã và tới 4 cái luồng xe đi đó, rẻ. Thế thì đó là ngày xưa nó làm được cái bùng binh ấy, thì là người ta đi qua lại cái bùng binh nó dễ. Còn bây giờ đó là phân luồng cái kiểu nó như thế này ấy, là nhất là từ dưới Lê Duẩn này, đi lên này, và trên Lê Duẩn đi xuống này, và từ trong đường Đông Tây rẽ ra này và quay ngược lại để vào đường Đông Tây này, thì là nó rất là phiền phức. Nút giao nhau giữa đường Lê Duẩn và đường Võ Nguyên Giáp được thiết kế theo loại hình nút giao cùng mức. Ưu điểm của loại hình nút giao này cho phép người và phương tiện giao thông được dễ chuyển hướng. Song nhược điểm là dễ gây ra xung đột giữa các luồng giao thông trên các ngã đường khi vào điểm giao nhau. Tại nút giao này có nhiều đường rẽ, vì vậy việc phân làn khó quan sát khiến những tài xế từ địa phương khác khi qua đây cảm thấy bị rối nên không chú ý quan sát, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Thì mình thấy cái khúc này đi nó rất là khó đi. Thà là nó như cái bùng binh ngày xưa á, thì mình đi nó thay cái vòng xoay nó rất là dễ. Còn bây giờ nó như vậy thì nó rất là khó đi. Mà người dân mà hiện tại ở đây là tai nạn cũng rất là nhiều. Vừa rồi cũng chết người đây nè. Cho nên mình thấy nó rất là khó khăn, nó rối không thể đi được. Nút giao giữa đường Lê Duẩn và đường Võ Nguyên Giáp có lưu lượng phương tiện di chuyển qua lại rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm, khiến tình hình giao thông tại đây khá lộn xộn. Trước thực trạng đó, người dân rất mong muốn các đơn vị chức năng nhanh chóng có biện pháp khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông tại nút giao này để người tham gia giao thông qua lại được dễ dàng, phòng tránh tai nạn xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, song để có được những kết quả tích cực, vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy cơ sở là hết sức quan trọng. Tại Đắk Lắk, vai trò của đội ngũ đảng viên đã được phát huy với cách làm linh hoạt, sáng tạo, bám sát điều kiện thực tế địa phương để hoàn thành các tiêu chí, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đội ngũ đảng viên đặc biệt là các bí thư chi bộ thôn, buôn ở xã E Ninh, huyện Chư Quyên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc ủng hộ kinh phí, hiến đất, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Việc làm thiết thực của những đảng viên đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã E Ninh. Trong cái việc mà đảng viên là những người gương mẫu, tiên phong đi trước trong cái việc xây dựng nông thôn mới nói riêng, cũng như là trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh, cũng như chấp hành các cái chủ trương đường lối nói chung, thì cái vai trò của đảng viên là nó thể hiện nổi bật trước hết ở cái việc mà tiên phong trong các cái hoạt động, các cái phong trào, rồi ngoài ra thì tuyên truyền vận động cho người thân rồi nhân dân chấp hành. Để xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần vào mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao của địa phương, các đảng viên chi bộ thôn 22, xã E Ninh đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trồng đóng, góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng đường giao thông. Từ sự nêu gương của đảng viên đã lan tỏa đến các hộ dân trong thôn. Thân tôi cũng là một người dân ở trong địa phương, đặc biệt là gia đình mình sống trên con đường này này. Thì mình thực tế là mình thấy khi mà làm được một cái con đường thì về vấn đề vệ sinh này, các cái vấn đề môi trường nó được sạch sẽ, khang trang, thì bản thân gia đình tôi cũng như là toàn thể bà con đây tức là tự nguyện tức là đóng góp mỗi nhà tức là kinh phí thứ nhất là một số tiền kết hợp với mình bỏ công ra đó cùng với chính quyền địa phương đó, tức là đứng ra tổ chức để mọi người đóng góp để mình làm nên con đường cho nó khang trang. Ở thôn Cao Bằng, xã Ekanuet, huyện Krông Bắc hôm nay, những con đường được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ, nhiều nhà xây khang trang, vườn mẫu được quy hoạch khoa học, hiệu quả và không còn hộ nghèo. Để có được kết quả này, chi bộ thôn Cao Bằng đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập tổ công tác, phân công đảng viên trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp của để làm đường, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa. Việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới đều được công khai, minh bạch nên nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thì là thực hiện cái cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể vận động cho các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào đảng nhà nước phát động và đóng góp. Tất cả đường làng ngõ xóm là cơ bản là đều là đạt bê tông hóa.
và tất cả các hội trường các thôn buôn là cũng đã khang trang hơn, và nhất là đời sống của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người hiện nay là đến cuối năm 2023 là so với nghị quyết là đạt, nghị quyết là 54 mà hiện nay đã đạt được 65 triệu đồng trên người trên năm. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chung tay góp sức của người dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh có 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,93 tiêu chí trên xã.